Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Taylor. Hôm nay Taylor sẽ chia sẻ cách làm bánh bông lan cuộn lá dứa dừa nha. Thì bánh bông lan cuộn lá dứa dừa thì Taylor chuẩn bị nguyên liệu đây là 7 cái trứng, 12 gram bơ, 12 gram bột bánh, 12 gram đường bột, 100 gram đường, 1 muỗng cà phê, bột nổi. Bên đây dừa thì Taylor dùng 200 gram. Dừa này mình mua trong tủ đá đó, dừa bào sợi nè. Rồi thêm Taylor dùng đường 30 gram. Lá dứa thì là lấy 4 cái lá dứa nhỏ nhỏ, lá dứa tươi á. Rồi cái bột này là bột bánh ngọt, bột cake flour. Taylor dùng 3/4 cup là 105 gram. Đây là cái bột cake flour, cái swan down này nè. Mình có thể tìm mua ở Walmart hoặc là Fred Meyer hay là tiệm Mỹ. Có nhiều tiệm rất là nhiều bán, nhưng mà nhiều khi mình không có cái loại hiệu này cũng được. Mình mua cái loại cake flour là ok. Để bắt đầu thì Taylor cho 30 gram đường vào cái dừa nè, để cho mình ngâm cho nó tan đường ra đó. Taylor làm 200 gram dừa thì mình cho 30 gram đường vào đây. Lá dứa Taylor cắt nhỏ, Taylor sẽ xay lấy nước. Cho 80ml nước vào đây, nước lạnh, nước lọc á. Rồi mình dùng cái máy này mình xay lấy nước nha. Rồi bây giờ thì lượt lấy cái nước lá dứa. Cho hết nước lá dứa vào đây. Mình dắt mình lấy cái nước và mình ép mình lấy cái nước thôi. Dừa nãy giờ nó tan ra hết rồi, đường nó tan trong cái dừa rồi đó. Bây giờ mình đem đi sơn cái dừa này nè. Cái này mình sơn cho nó hơi trong trong chín chín lại là ok, không có cần sơn lâu. Bây giờ cho một tí ti muối vào, chút mỉ muối thôi. Rồi dừa nó trong trong lại vậy là ok nè. Thôi là có muỗng bột năng, nửa muỗng cà phê bột năng với lại ít nước. Thôi là sẽ cho vào đây, mình sẽ làm cho cái dừa này nó bóng, nó không có bị khô. Chậm lên cho bột nó chín là ok. Dừa đã chín rồi, thế là tắt lửa. Mình để đây cho nguội nha. Rồi, thế là sẽ chọn cái bột này mình dẻ bông cho cái bánh nha. Đây là 12 gram bơ. Bơ này mình để nhiệt độ phòng cho nó mềm giống như nè. Rồi mình cho 12 gram đường bột vào. Đó, mình chọn lên. Mười hai gram tròn trắng trứng gà. Rồi cái này tới 19 gram, bạn thì là cho từ từ vào chút xíu thôi nha, chừa lại một ít đó, chừa lại khoảng chừng như đây. Lúc này mình cho luôn cái bột bánh ngọt á, là cake flour, thế là cũng cho 12 gram bột. Đánh cho nó mịn lại cho nó đều hết là ok. Rồi, hỗn hợp này đã xong. Thế là cho vào cái bao nặng bánh nha. Rồi, thế là có hai màu, màu trắng với lại màu vàng. Rồi, thế là sẽ dẻ bông mai nha. Mình làm cái nhị vàng trước nè. Nhị vàng thì mình làm cái cục tròn 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 tròn. Và sau đó mình chấm mấy cái cánh trắng lên. Đó. Sau đó mình lấy cái tăm. Mình kéo cái bông xuống nè. Đó. Giống vậy đó. Rồi thế là sẽ dẻ xong rồi, mình có thể để qua một bên. Rồi sau đó mình đem đi chuẩn bị đi trộn bột. Thế là sẽ tách trong trứng đỏ, trong trứng da trắng để riêng nha. Trắng thế là cho vô đây thì mình để cho máy nó đánh. Còn đỏ thì là cho vô đây. Thế là làm 6 cái trứng.
Trứng này mỗi cái trứng là mình cân khoảng chừng 50 gram đó. Cái thao bột bánh cake flour này thì là cho một muỗng cà phê bột nổi. Đó thì là cho một muỗng cà phê vani nước vào cái trứng luôn. Mình đánh cái trứng với lại vani nước cho nó tan ra nha. Sau đó thì là lấy cái nước lá dứa này nè, thì là sẽ là cho một cái ít tinh dầu lá dứa vào. Nước lá dứa hồi nãy mình lấy là được 65ml, mình sẽ cho một ít tinh dầu lá dứa vào đây. Có tinh dầu lá dứa thì cái màu này, nước này nó đậm hơn một tí và nó cái hương nó giữ được lâu hơn. Thì là cho vào trứng luôn. 65ml dầu ăn. 65ml vào đây luôn. Sau đó thì là cho bột với bột nổi chung. Mình gây cho nó mịn bột lại nha. Đây là cái khuấy trước rồi mình cho tiếp tục. Rồi tiếp tục gây bột vào. Thì là tiếp tục quậy nè. Đó, cái màu lá dứa rất là đẹp luôn. Thế là tiếp tục quậy khi nào mà nó mịn, hoặc là mình có thể bỏ qua cái rây và mình lược bột lại cho nó mịn luôn. Rồi, thế là cho bột qua cái rây, mình lược cho nó mịn lại. Rồi mình tán cái bột cho nó dơ rớt xuống hết luôn, nó dính ở trong đây nè. Thế là sẽ lược một lần nữa để cho nó mịn luôn. Giờ rất mịn luôn rồi đó. Rồi thế là sẽ đánh cái trứng này cho nó nổi bọt ra trước nha. Rồi sau khi trứng nó nổi bọt lên giống vậy nè, thì là cho nửa muỗng cà phê cream of tartar vào cái trứng này. Nếu như mà mình không có cream of tartar, mình có thể cho tí muối với lại tí chanh. Đó, thì là cho nửa muỗng cà phê nè. Cái bột này thì nó lại làm cho cái trứng của mình á, nó nổi lâu hơn, nó không có bị chảy nước. Rồi từ từ mình sẽ cho đường vào, rồi mình đánh cho cái trứng này nó dậy lên cứng lại nha. Thế là sẽ mở là nhiệt tốc độ là khoảng chừng 4-5. Đó, thế là đánh từ từ thì nó là cái trứng nó bóng lên giống vậy nè. Mình cho hết 100g đường, mình cho từ từ vào tới khi nào mà cái trứng nó cứng lại thì thôi nha. Rồi bây giờ thế là sẽ đi trộn với cái bột màu xanh phía bên này, cho chồng trắng vào cái thau bột xanh nha. Rồi thế là sẽ trộn từ từ. Mình sẽ lấy lần ít chồng trắng mà cho qua cái thau màu xanh. Lúc này nếu mà mình thấy cái màu xanh lá dứa của mình á, nó không đủ đậm á, thì mình có thể cho một tí tinh dầu lá dứa vô nữa. Thì là sẽ cho một ít vô nữa. Lấy cái muỗng cà phê mình sẽ cho một ít vô nữa.
tiếp tục chọn chồng trắng vô. Cho hết chồng trắng vào luôn. Mình trộn cho nó đều, từ dưới trộn lên. Lúc này thì mình nên mở cái lò luôn, 350 độ F. Mình mở cái lò cho nó nóng cái lò đủ độ rồi mình mới bỏ bánh vào chờ nướng. Trộn đều màu là được. Bột của mình nó không có chảy nước giống như đây. Nó mịn, rất là mịn luôn. Cứng lắm. Rồi bây giờ mình cho vào khuôn ha. Thế là sẽ cho từng góc chứ. Đến góc này. Rồi, thế là lấy cái phới mình dàn đều ra cho cái ba cái khuôn nha. Sau đó thì là sẽ lấy cái đồ cắt bột nè, mình làm cho nó bằng phẳng lại. Thế là dỗ cho nó bể cái bột bao hàm bột khí trong bên trong ấy. Đó, chỗ này cái bột khí nó bự quá trời luôn. Rồi mình bỏ bánh vào lò mình nướng nha. Lò thì là mở 350 độ F. Thì là để cái bánh tầng thứ hai từ dưới đếm lên. Mình sẽ nướng bánh này trong vòng 19 phút. Rồi, sau khi 19 phút rồi, bánh đã chín rồi. Mình lấy ra. Bánh nó đang rất là nóng nên là mình sẽ lại một cái bánh lại để mình lỡ cái giấy ra. Thế là lấy một cái mâm khác, mình úp nó lại cho nó dễ. Rồi, mình lấy cái mâm này ra. Bây giờ thì mình sẽ gỡ cái miếng giấy lót để nướng bánh hồi nãy đó. Đó, mình thấy cái bông bên ngoài nổi lên rồi đó. Wow. Rồi, bây giờ mình lấy miếng giấy khác, mình sẽ ụp lại. Mình sẽ cuốn giấy, cuốn bánh từ bên đầu bên kia. Mình sẽ mở cái miếng giấy phía bên trên ra. Lúc này bánh nó còn nóng, thế là sẽ cuộn luôn. Bánh này thì thế là sẽ cuộn vô luôn. Cuộn cái tờ giấy vô luôn. Cuộn bây giờ nó đang nóng á, mình cuộn nó dễ. Tại vì mình cuộn cho nó quen cái nếp cuộn đó. Để hồi đó mình mở cái cuộn ra là mình mới cho nhân. Đó, nó có cái giăng bông rất là dễ thương. Thế là sẽ để vô cái mâm này để cho nó nguội bớt. Mình có thể quạt nó cho nó nguội bớt. Rồi, thế là sẽ đánh luôn cái kem nước, kem tươi này lên. Khoảng chừng 300ml. Rồi đó, cho vô cái máy. Ba mươi gram đường bột. Đánh cho cái kem này nó cứng lại nha. Kem bây giờ cứng nè. Mình khuấy cho nó đều lên rồi mình đánh thêm chút nữa.
kem đã cứng. Bây giờ mình lấy cái bánh này mình unroll nó. Giờ mở cái bánh ra nha. Nên mình sẽ chải dừa lên trước. Dừa thì tùy theo ý mình thích cho nhiều hay ít, tùy theo mình. Đó, thế là xài hết phân nửa dừa nha. Cái này mình dừa này mình có thể làm tới hai cái bánh. Coi cái bánh này nó nguội hẳn chưa? Nguội hẳn thì mình mới cho kem được nha. Cái đầu bánh nó còn hơi nóng nè. Trước khi mình cho kem, mình đánh kem cho nó mịn lại. Mở kem bột đầy dừa trước. Mình dàn cho nó đều ra nha. Rồi bây giờ tôi sẽ cuộn lại. Mình lấy cái đồ cắt bột, mình ép cho cái bánh nó cứng lại. Rồi bây giờ thì là sẽ cho bánh này vào tủ lạnh khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ hoặc là 30 phút để cho bánh nó lạnh lại một tí. Kem nó đặc lại thì mình đã có thể ăn được nha. Rồi sau khi để bánh trong tủ lạnh được 30 phút thì thôi là lấy ra nè. Bánh bây giờ rất là đẹp luôn. Đó, để cho cái bánh nó được trọn vẹn, nó đẹp hơn thì mình cắt hai cái đầu để lại cho nó. Này dùng mình dùng dao găng cưa mình cắt á thì nó bén hơn tại vì nó có dừa ở trong đó đó. Đây là bánh bông lan cuộn lá dứa nhân dừa nhân kem dừa, thế là đã hoàn thành xong. Nhìn rất là dễ thương luôn. Cái màu nó cũng xanh xanh lợt lợt, không có đậm lắm. Rồi bánh thì có cái mấy cái bông nhỏ nhỏ ở trên này, rất là dễ thương. Đó. Rồi kem ở trong thì nhân kem tươi với lại dừa nha. Rồi bây giờ thế là sẽ ăn thử và sẽ chia sẻ với các bạn luôn. Đó, các bạn thấy cái bánh bông lan rất là mịn luôn nè. Mà cái cuộn thì ở trong nó rất là đều luôn, nó không có bị chỗ nhiều chỗ ít. Còn cái bông ở trên á thì nó dính vào cái bánh nè. Khi mà mình lấy bánh ra thì nó vẫn còn giữ được cái hình của cái bông. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Khi mà chấn xuống á thì thấy cái bánh nó rất là mềm luôn. Cái nhân kem dừa, dừa mát mà nó vừa ăn sực sực có cái cọng dừa á, cũng rất là ngon. Ăn rất là lạ miệng. Độ ngọt rất là vừa phải luôn. Rồi các bạn ơi, bánh bông lan hôm nay thơm ngon lắm luôn, nhẹ, mịn, bánh đẹp, có cái bông rất là đẹp luôn. Thay lời chúc các bạn thành công với món bánh bông lan cuộn lá dứa nhân kem dừa ngày hôm nay. Nếu mà thấy video hay xin vui lòng bấm like và đừng quên bấm luôn cái nút subscribe với cái màn hình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Bye bye.